từng một thời là thế lực lớn của khu vực, nhưng boxing Việt Nam cũng đã có một khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng. 38 năm kể từ năm 1982, sau khi giáo sư tiến sĩ Hoàng Vĩnh Giang gây dựng lại boxing tại Việt Nam, thì đây mới là lần đầu tiên chúng ta có vận động viên đoạt vé chính thức tham dự một kỳ Olympic. Trước đó, vào năm 1988, tại Olympic Seoul, hai tay đấm Đỗ Tiến Tuấn và Đặng Hiếu Hiền đủ tiêu chuẩn xét đặc cách dự tranh. Chính sự mong mỏi chờ đợi đó đã khiến cho tấm vé đến Nhật Bản vào mùa hè năm nay của vận động viên Nguyễn Văn Đương càng trở nên quý giá hơn. Trước tiên có thể nói là vận động viên Nguyễn Văn Đương vừa giành được cái vé tham dự Olympic Tokyo 2020 vừa qua là một cái thành tích rất là xuất sắc. Có thể nói là cái cảm giác rất là vui sướng và hạnh phúc, bởi vì sau 38 năm kể từ năm 1982 thì đến ngày hôm nay thì đã trở thành hiện thực là có một vận động viên đã giành được vé chính thức vào Olympic ở hạng 57 kg. Thì đây là một cái thành tích phải nói là đúng là kỳ tích. Như anh nói thì cảm giác không chỉ riêng tôi và những người hâm mộ, những người làm về boxing nói riêng và những người làm võ nói chung thì đều rất là thấy vui và hạnh phúc. Thành tích mà em Đương giành được một tấm vé đi Olympic phải nói là đây là một bước đột phá của boxing Việt Nam. Thành tích này là thành tích mà chúng tôi boxing Việt Nam đã kỳ vọng mấy chục năm nay, mà chúng ta bây giờ mới giành được một tấm vé chính thức. Đây là một cái thành tích phải nói là rất tốt của boxing Việt Nam. Được các chuyên gia phát hiện sau Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2018, thời điểm đó trình độ, kỹ thuật của Nguyễn Văn Đương chưa nổi bật khi chỉ nằm trong top 3 toàn quốc. Dù không quá nổi trội, nhưng các chuyên gia lại nhìn được điểm mạnh tiềm năng của võ sĩ này, đó chính là tinh thần, ý chí thi đấu dũng cảm, cùng với đó là khả năng đánh cự ly gần khá tốt. Quá trình khổ luyện và cọ sát nhiều giải đấu lớn như hai giải boxing ở Hàn Quốc và đặc biệt là Victorious 2019 đã giúp cho vận động viên này tiến bộ vượt bậc. Để có được bước tiến như ngày hôm nay, Nguyễn Văn Đương đã có một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp từ đầu năm 2019 khi anh được sự đầu tư của Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với VSP Boxing, một đơn vị đào tạo quản lý võ sĩ chuyên nghiệp. Chúng ta phải xã hội hóa thì mới đạt được thành tích tốt. Như vừa qua thì điển hình là hai vận động viên Trương Đình Hoàng và em Nguyễn Văn Đương là hai vận động viên vừa qua đã giành thành tích rất là tốt. Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo vụ, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và đưa các em Trương Đình Hoàng và Nguyễn Văn Đương về các công ty của công ty thể thao. Như em Nguyễn Văn Đương thì về công ty VSP của Hàn Quốc. Họ đầu tư cho em, họ thuê chuyên gia cho em và cùng với Tổng cục Thể dục Thể thao đầu tư cho em Đương để đạt thành tích như vậy. Cách đây 2 năm là 2018 thì chúng tôi đã có những bước khởi đầu đặt cái nhiệm vụ cho Đương. Và quả nhiên là trong 2 năm vừa qua thì Đương đã thực hiện rất tốt, chặt chẽ các cái giáo án, các cái chiến thuật, các kỹ thuật và nâng được tầm lên. Hiện tại, diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 đang khiến vấn đề tập luyện chuẩn bị cho ngày hội lớn của Nguyễn Văn Đương phần nào gặp khó khăn. Vẫn chưa biết ngày khai mạc Olympic Tokyo 2020 có được diễn ra theo đúng kế hoạch hay không, nhưng Nguyễn Văn Đương vẫn sẽ phải ngày đêm khổ luyện để chờ đợi thời khắc lịch sử của bản thân anh nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.